Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với sửa chữa laptop 24h.com. Nếu như anh em đã quá chán với những thiết lập mặc định của Windows, muốn tạo một cái gì đó chất riêng của bản thân mình, thì màn hình desktop chính là cái đầu tiên mà anh em sẽ phải thay đổi. Thế nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài cách đơn giản nhất này, nhanh chóng nhất để anh em thiết lập lại màn hình nền nhé. Cách thứ nhất là đặt hình nền trực tiếp từ ảnh. Cách này thì quá đơn giản rồi, quá thông dụng rồi. Cái cách này thì anh em chỉ cần biết một tí về công nghệ cũng sẽ biết cách để thiết lập lại. Tuy nhiên, với những anh em nào mà chưa biết thì mình cũng sẽ chia sẻ lại cho anh em nhé. Cách này thì anh em chỉ cần click chuột phải vào bức hình mà anh em muốn đặt làm hình nền, sau đó chọn Set Desktop Background. Thế là xong, rất đơn giản. Hoặc là anh em muốn chọn một list ảnh để chúng có thể luân phiên nhau thay đổi làm hình nền, thì anh em chỉ cần bôi đen toàn bộ list ảnh đấy, sau đó nhấn chuột phải và chọn Set as Desktop Background. Nhưng mà anh em muốn thiết lập được thời gian để cho chúng luân phiên thay đổi thì anh em sẽ phải tham khảo theo cách thứ hai nhá. Cách thứ hai đấy chính là đổi hình nền trong setting. Ở trong giao diện setting thì ngoài là chọn bức hình mà anh em muốn đặt làm hình nền, anh em sẽ còn có những tùy chọn khác, ví dụ như là chế độ hiển thị này, màu sắc hiển thị này và thời gian hiển thị. Bước đầu tiên, tại giao diện màn hình máy tính thì anh em click chuột phải và chọn Personalize cho mình nhé. Bước thứ hai, trong giao diện Windows Setting, ở cái phần thiết lập background, anh em sẽ có những lựa chọn để đặt màn hình nền khác nhau. Ví dụ như là Solid là ảnh màu, Picture là hình ảnh sẽ được lựa chọn và Slide Show sẽ là ảnh theo slide. Bước 3, với tùy chọn Picture, khi anh em click vào nút Pro và tìm tới bức ảnh mà anh em muốn đặt làm hình nền, nó đã có sẵn ở trong máy, anh em click vào hình ảnh, sau đó chọn tiếp True Picture. Bức ảnh ngay sau đó sẽ được đặt làm hình nền cho anh em nhé. Anh em cũng có thể điều chỉnh kích thước của bức ảnh sao cho phù hợp với kích thước màn hình ở trong cái tùy chọn True Fit. Bước 4, khi nhấn vào tùy chọn Solid Color, anh em sẽ thấy một bảng màu để cho anh em lựa chọn đặt làm hình nền theo màu sắc anh em yêu thích. Nếu như muốn tùy chỉnh màu nền thì anh em có thể nhấn vào Custom Color, khi đó sẽ xuất hiện một bảng tùy chỉnh màu với nhiều thông số khác nhau để cho anh em lựa chọn. Bước 5, khi nhấn vào tùy chọn Slide Show, anh em có thể lựa chọn một thư mục hình ảnh để cài làm hình nền cho máy tính bằng cách là nhấn vào nút Browse, sau đó chọn thư mục hình ảnh mà anh em muốn đặt làm, sau đó nhấn nút Choose This Folder. Và cách thứ ba đấy chính là đặt hình nền từ trình duyệt web. Ở cách này thì nếu như anh em nào mà đang lướt web chẳng hạn, thấy một bức hình rất là đẹp, anh em muốn cái bức hình này phải làm là hình nền của mình, thì rất đơn giản thôi. Bước đầu tiên là anh em truy cập vào trang web hiển thị hình ảnh mà anh em muốn đặt làm hình nền. Bước thứ hai sẽ là nhấp chuột phải vào hình ảnh và sau đó nhấp vào tùy chọn Set as Desktop Background. Thế là xong. Tuy nhiên, một lưu ý cho anh em là cách này thì anh em có thể sử dụng được khi mà anh em dùng trình duyệt Internet Explorer hoặc là Firefox nhá. Còn nếu như anh em nào đang sử dụng Microsoft Edge hoặc là Google Chrome thì vui lòng lưu bức ảnh đấy về máy tính và thực hiện cách một cho mình nhá. Cách thứ tư và là cách cuối cùng mình muốn gửi đến các bạn đấy chính là thay đổi hình nền từ ứng dụng Photo. Bỗng một ngày anh em lướt lại từ trong ứng dụng Photo và thấy một bức ảnh từ có thể là từ khá lâu rồi nhưng mà anh em bây giờ thích để đặt làm hình nền thì có thể tham khảo theo bước sau đây. Bước 1 sẽ là mở file hình ảnh mà anh em muốn đặt làm hình nền bằng ứng dụng Photo cho mình. Ở bước thứ hai, sau khi hình ảnh được mở thì anh em nhấp chuột phải vào file hình ảnh, chọn Set as, sau đó nhấn vào Set as Background để có thể áp dụng nó làm hình nền cho máy tính của anh em nhé. Và trên đây là một vài chia sẻ của sửa chữa laptop 24h.com về cách để có thể thay đổi màn hình nền Win 10 một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Nếu như anh em thấy hay, đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.